Mới đây tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 17 năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của 28 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, phát huy những lợi thế tiềm năng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại đã đề ra. Trong đó phải kể đến công tác triển khai các hoạt động khuyến công, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với các hoạt động khuyến công được tăng cường, thực hiện tốt, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng. Hoạt động khuyến công được triển khai đa dạng, trong đó các nội dung về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp tục được các địa phương quan tâm đẩy mạnh. Đã khuyến khích các cơ sở thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tại địa phương. Hội nghị cũng được nghe tham luận của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, tác động của công tác khuyến công đối với cơ sở công nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay và đề xuất kiến nghị đối với việc sửa đổi bổ sung các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.